Thời Lam đến chỗ mẹ Lục chơi, bà vô cùng vui vẻ, bên ngoài rõ ràng là rất yêu thích Thời Lam. Bà liên tục hỏi chuyện Thời Lam đã có người yêu chưa, rồi thích mẫu bạn trai như thế nào. Thậm chí, bà còn hỏi thẳng xem cô có tình cảm với con trai mình hay không. Mặc dù viện trưởng rất tốt, thế nhưng Thời Lam nghĩ rằng anh sẽ không thích cô đâu. Khi anh nói muốn cùng cô đi mua quà, mẹ Lục đã nén nói bí mật của anh cho cô nghe. Sau khi nghe chuyện này, ánh mắt Thời Lam đối với Lục Triều Tây cũng khác đi rất nhiều. Lục viện trưởng muốn Thời Lam chọn đồ cho người con gái mà anh thích. Nghe được điều này, Thời Lam có vẻ hụt hẫng. Anh và cô đi đến cửa hàng trang sức cùng chọn một chiếc vòng cổ. Anh giúp cô đeo thử, bận bịu suốt một buổi rồi cũng đặt được mẫu trang sức ưng ý nhất. Cả hai người cùng nhau đi ăn tối mà vẫn không ngừng chọc kẹo nhau, coi chừng rất vui vẻ. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.